Huyền Thư Tarot xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ đến với trả bài chung có chủ đề tình yêu linh hồn. Đây là trả bài mà Huyền Thư được thôi thúc từ lâu, nhưng hôm nay mới đủ duyên để truyền tải đến các bạn. Trong trả bài này thì trước hết đó là Huyền Thư có 4 câu hỏi. Câu hỏi đầu tiên là check cái năng lượng của tình yêu linh hồn, để các bạn thấy rằng cái mối quan hệ các bạn đang có phải là tình yêu linh hồn hay không. Thứ hai là diễn tiến, nghĩa là diễn tiến của cái tình yêu linh hồn đó như thế nào. Thứ ba là cái kết của tình yêu linh hồn. Và thứ tư là kết nối riêng với lại cái mối quan hệ của các bạn ấy, để xem là tình yêu đó có cái kết quả như thế nào. Thì đó là trả bài, nội dung của trả bài ngày hôm nay. Trên tay của Huyền Thư là một tụ bài, đây là trả bài không chọn tụ bài. Và nhớ là trả bài chung mang nguồn năng lượng tổng hợp, nên không phải lúc nào các bạn cũng có thông điệp các bạn cần và thông điệp trùng khớp với các bạn nhé. Rồi bây giờ chúng ta đến với trả bài đầu tiên, đó là năng lượng của tình yêu linh hồn. Cái thông tin đầu tiên mà Huyền Thư thấy trong trả bài này, đó là một trong những đặc điểm của tình yêu linh hồn là các bạn có một cái khoảng cách nào đó rất khó để đến với nhau. Có nghĩa là một là khoảng cách địa lý, hai là khoảng cách tuổi tác, ba là khoảng cách hoàn cảnh. Nghĩa là có một cái gì đó mà cả bản thân cả hai người đều hiểu được rằng đến với nhau rất là khó khăn nhá. Đó, năm xu là như vậy. Nhưng mà biết là khó khăn nhưng lại không thể ngừng nghĩ về nhau, không ngừng yêu nhau và không ngừng mơ ước, hy vọng khi được ở bên nhau. Năng lượng quả hai cốc là như vậy. Ở đây năng lượng quả hai cốc và năm xu còn cho mình thấy một cái năng lượng là các bạn thường hay gặp những cái mối quan hệ này, ví dụ như ở trên mạng xã hội này, hoặc ở một nơi nào đó xa xôi, hoặc là ở một cái điểm nào đó mà rất là bất ngờ, không bao giờ nghĩ đến, và lần đầu tiên gặp thì đã thấy như quen từ lâu lắm rồi. Và cái thời gian đầu tiên thì giống như các bạn bất chấp tất cả mọi thứ, biết là năm xu, biết là có khoảng cách xa xôi, biết là có rất nhiều khó khăn, nhưng vẫn giống như là cuốn lấy nhau ấy, cuốn về mặt linh hồn, vẫn quấn quýt ở bên nhau và hy vọng rất nhiều về cái việc là chúng ta được ở bên nhau. Năng lượng của star cho mình thấy là ngoài cái star và hai cốc nó có sự tương hỗ, đó chính là star là sự kết nối rất là sâu. Nghĩa là star các bạn cứ tưởng tượng như là ví dụ như một người nào đấy, các bạn phải nhìn, giống như các bạn phải đối diện, các bạn phải trực tiếp, các bạn phải tiếp xúc với họ rất nhiều lần thì các bạn mới đọc vị được đối phương. Nhưng mà với tình yêu linh hồn thì các bạn cảm giác như là các bạn được ở ngay cạnh họ rồi, dù nói chuyện qua mạng xã hội, dù ở cách bao xa thì vẫn thấy cái năng lượng của người đó gần gũi như là ở bên cạnh mình, và có một cái gì đó rất là thân quen. Chúng ta còn là năng lượng là các bạn đọc được suy nghĩ của đối phương, đó có nghĩa là họ nghĩ gì, họ như thế nào, họ đối với bạn ra sao, bạn đều cảm nhận được. Thứ ba nữa là ta còn có cái năng lượng là giống có cái gì đó rất là giống nhau đó, khi ở bên nhau hoặc là tương tác với nhau ấy, các bạn có cảm giác như là cái người đó là nhà của mình, là một nửa của mình mà mình không phải che đậy cái gì cả. Có những lúc các bạn bị dấy lên nỗi sợ, nhưng mà trên hết đó là các bạn không thể nào xa được nhau, bởi vì chỉ khi nào tương tác với cái người kia, ở bên người kia thì bạn mới thấy đủ, bạn mới thấy an toàn. Bình an chính là cái từ khóa cho cái mối quan hệ này. Có nghĩa là dù ở thực tế 3D ấy, nó dấy lên rất nhiều nỗi sợ, nhưng chỉ cần tương tác với nhau thôi, chỉ cần ở bên nhau thôi, chỉ cần được nhìn thấy nhau thôi, thì cái cảm giác đầu tiên đó chính là bình an. Một đặc điểm của năng lượng, một cái năng lượng nữa mà ta xuất hiện ở đây là cái nhiệm vụ và sứ mệnh của mối quan hệ này là khi các bạn kết hợp với nhau, các bạn tương tác với nhau, thì các bạn có một cái tầng tăng trưởng về tầng tâm linh các bạn nhé. Có nghĩa là nếu như mà bình thường trước khi mà bạn chưa gặp người đó thì bạn sống rất là vật chất. Vật chất là gì? Có nghĩa là bạn yêu tiền, bạn yêu tất cả những thứ gì mà bạn cầm được, thấy được, nắm được, đúng không? Đấy, bạn coi vật chất là một cái gì đó rất là quan trọng, nó đóng một cái vai trò then chốt trong cuộc sống của các bạn. Nhưng từ khi các bạn gặp người đó thì bạn sẽ cảm thấy được rằng có một thế giới nào đó ở bên cạnh mình, ở một thế giới mà mình chưa bao giờ chạm tay đến, nhưng mà nó vẫn ở bên cạnh mình, nó vượt xa những cái giá trị vật chất mà mình vẫn thường thấy, đúng không ạ? Ví dụ như là khi bạn trước khi bạn gặp cái người đó thì bạn nghĩ rằng là cứ phải có nhiều tiền, đúng không? Cứ phải có nhan sắc đẹp, cứ phải có đầy đủ thứ này thứ kia thì cuộc sống mới hạnh phúc. Nhưng mà khi bạn gặp người đó rồi thì bạn mới nhận ra rằng ví dụ như bạn không giàu bạn vẫn được yêu, bạn không đẹp bạn vẫn được yêu. Nghĩa là cái người đó họ cho bạn một tình yêu mà bạn cảm thấy tất cả những cái tiêu chuẩn của con người ấy, của cuộc sống này nó không là cái gì cả. Ví dụ như là một cô gái mà có một hình thức không đẹp chẳng hạn, nhưng bạn được tình yêu của người đó khỏa lấp, ôm ấp lấy bạn, bao bọc lấy bạn, giống như bạn có cảm giác rằng dù mình không đẹp thì mình vẫn giống như bạn
hoàn toàn tự tin với bản thân mình. Bởi vì bạn biết vì sao không? Bởi người đó họ không yêu bạn bằng cái bên ngoài của bạn có, mà họ yêu bằng cái linh hồn của bạn, đúng không ạ? Bằng linh hồn của bạn. Hay thứ hai đó là bạn vẫn thường nghĩ rằng là một người đàn ông mà có sức hút với một cô gái thì phải giàu này, phải đẹp này, phải thành công này, phải đạt được một cái chức vị nào đó này. Nhưng khi bạn gặp một cái người mà giống với tất cả, một là bạn không hoàn toàn không có những thứ đó mà cô ấy vẫn yêu bạn, cô ấy nhìn, cô ấy trân trọng bạn, cô ấy nhìn thấy vẻ đẹp của linh hồn bạn. Hai là bạn có tất cả những thứ đó nhưng mà cô ấy lại không quan tâm, cô ấy yêu bạn bằng một năng lượng khác, đó chính là linh hồn của bạn. Thì có nghĩa là dù dưới góc độ nào, hoàn cảnh nào thì cái tình yêu này cũng đến để thay đổi các bạn, để các bạn quay vào bên trong, các bạn nhìn thấy được vẻ đẹp của chính mình và vẻ đẹp của đối phương, và cuộc đời của bạn bắt đầu thay đổi từ khi gặp cái người đó nhá. Thì đó là năng lượng đầu tiên. Năng lượng thứ hai đó là các bạn có một khao khát, mình đọc được một khao khát vô cùng mãnh liệt đối với 10 xu. Có nghĩa là từ khi gặp bạn đó thì cái người đó thì bạn mơ ước có 10 xu, bạn có một cái khái niệm rất là rõ ràng về gia đình. 10 xu là gì? Đó là đối với nam ấy thì nghĩ về vật chất, đúng không? Có nghĩa là mình phải làm được thật nhiều tiền, mình phải có một ngôi nhà, mình phải làm như thế nào đó để cho người mình yêu thương được hạnh phúc, và giữa mình và người đó sẽ có những đứa con. Nghĩa là từ khi gặp người đó thì bạn nghĩ ngay đến gia đình, đến 10 xu rồi. Nhưng mà cái khó khăn ở đâu nó cứ ập đến, những cái vấn đề nó cứ diễn ra cho đến khi tất cả những cái điều mà bạn ấp ủ, bạn mơ ước nó cứ từ 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 nó bong ra khỏi bạn. Có bạn bạn hiểu không ạ? Nghĩa là tự nhiên bạn cứ đối diện với thử thách hoặc là những vấn đề nào đó khiến cho bạn cảm thấy cái ước mơ trở thành 10 xu nó cứ dần dần nó tan ra, nó bong ra. Đó, bởi vì đặc điểm của tình yêu linh hồn là như thế. Vũ trụ sẽ không cho các bạn được ở gần nhau đâu, bởi vì nếu các bạn được ở gần nhau, được sống trọn vẹn bên nhau thì làm sao các bạn có thời gian để phát triển về mặt linh hồn, để cảm nhận vẻ đẹp của chính mình và cảm nhận vẻ đẹp của đối phương. Cho nên đó là lý do mà vì sao những cặp đôi mang tình yêu linh hồn rất khó để đến được với nhau, rất khó được chạm đến nhau, rất khó được ở bên nhau, chứ đừng nói được là đến nhau ở với nhau nữa. Bởi vì sao? Cái mục đích của star chính là cái điều mà mình vừa mới nói. Năng lượng của gap phát triển đây là một kết nối định mệnh, một kết nối mà dù các bạn không muốn các bạn vẫn phải gặp nhau. Bởi vì sao? Bởi vì nó dựa trên kế hoạch linh hồn, hợp đồng linh hồn, và nó dựa dựa trên sự tác hợp của vũ trụ nhá. Rồi, và cái đặc điểm cuối cùng đó chính là mình thấy có thể là hiện tại, nghĩa là cái mối quan hệ của các bạn nó đang đang đóng băng tại King of Swords, có thể gọi là để đóng băng, nghĩa là có sự im lặng, có sự kiểm soát ở đây, hoặc là cái điều mà một cái đặc điểm mà bất kể ai cũng nhận ra trong cái tình yêu linh hồn của mình, đó là cứ sau một khoảng thời gian, cái lần đầu tiên các bạn gặp nhau, các bạn cảm thấy thân quen, vui vẻ, bình an vô cùng, rồi sau đó có những vấn đề nó xảy ra và cuối cùng là nó đóng băng ở để làm gì, là cái mục đích là các bạn kết nối được với bên trong của mình, cho đến khi nào các bạn hoàn thành bài học thì cái sự đóng băng này giống như cái then mà cài cánh cửa của các bạn ấy nó sẽ được mở ra đó nhá. Có nghĩa là bây giờ có lẽ là những cặp đôi mang tình yêu linh hồn trong kênh của Huyền Thư đang ở cái giai đoạn của King of Swords, nghĩa là có sự đóng băng này, cho nên là bài lên như thế này đó. Vậy thì các bạn đã cảm nhận được cái điều gì chưa ạ? Rồi đến đây thì mình tự nhiên mình muốn thêm một câu hỏi, đó là vậy thì khi nào cái dấu hiệu để bạn gặp được tình yêu linh hồn là gì nhá. Đó, từ nãy giờ thì mình có đặt ra bốn câu hỏi rồi, nhưng đến bây giờ thì mình lại muốn đặt một câu hỏi nữa, đó chính là cái dấu hiệu để bạn nhận ra bạn gặp tình yêu linh hồn là gì. Dấu hiệu để bạn nhận ra bạn gặp tình yêu linh hồn là gì? Thực ra thì tất cả những cái điều mà chúng ta vừa mới đọc vậy, chúng ta đã nhìn thấy được là khi mà ta gặp tình yêu linh hồn thì sẽ như thế nào. Nhưng mà mình vẫn muốn đặt cái câu hỏi cụ thể theo cái sự thôi thúc của bản thân. Dấu hiệu để các bạn gặp tình yêu linh hồn, trước hết nhá, các bạn chú ý cho mình này, tình yêu linh hồn chỉ gặp được khi mà các bạn đã đạt được ba cái năng lượng này đó, năng lượng rất là cao. Cho nên một cái cặp đôi nào mà đang đau khổ vô cùng, đang vật vã trong một mối quan hệ, đang vào cái thời kỳ mà đau khổ nhất mà gặp một người, thì người đó chỉ là một showmate chữa lành thôi các bạn, chứ không phải là cái tình yêu linh hồn đâu. Còn tình yêu linh hồn thì mình không 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 gọi tên, nó có thể là Jupiter, có thể là một showmate mà các bạn đã gặp nhau rất nhiều kiếp sống rồi đó, đi với nhau theo cùng nhãn mặt rồi và trở thành cái đôi bạn đồng hành, đôi bạn cùng tiến trên cái hành trình phát triển linh hồn của mình ấy, thì mình chỉ gọi chung là tình yêu linh hồn thôi. Nhưng mà ở đây các bạn sẽ thấy nên toàn các lá bài lớn thôi, nghĩa là
Khi mà các bạn gặp người đó, cái dấu hiệu đầu tiên đó chính là bản thân bạn đã làm chủ cuộc đời của mình rồi. Cái năng lượng con sư tử đây này, nó chính là cái đứa trẻ bên trong của các bạn. Nó chính là những chướng ngại trong cuộc đời của các bạn và bạn đã làm chủ được nó rồi. Bạn sống một cuộc đời mà giờ san nó chính là ngôi nhà linh hồn của các bạn. Đẹp đẽ, tươi sáng, rực rỡ và trở thành cái nguồn năng lượng để mà lan tỏa đến mọi người. Nếu bạn là nam thì bạn là giờ san, bạn đã có sự nghiệp rồi, bạn đã thành công rồi. Bạn là một cái gì đó mơ ước của rất nhiều cô gái rồi. Còn nếu bạn là nữ thì năng lượng của The Empress, tức là bạn đạt được cái tình yêu bản thân, đúng không ạ? The Empress là gì? The Empress là một cái năng lượng của tình yêu bản thân vô cùng tuyệt vời. Có lẽ là cả cả 78 bộ bài tarot ấy, không có một cái lá bài nào mang một cái năng lượng điềm nhiên, an nhiên, tự tại, xinh đẹp như là The Empress, đúng không? Nó đến từ đâu? Nó đến từ bên trong của cô ấy. The Empress là một cô gái rất yêu thương bản thân mình. Yêu thương bản thân được thể hiện bằng gì? Là cô ấy ý thức là cô ấy đẹp. Và đẹp ở đâu? Có nghĩa là cô ấy có thể cô không có một cái hình thức đẹp, nhưng mà ở bên cô ấy vẫn toát ra một cái vẻ đẹp rất là dịu dàng, rất là êm dịu. Nó đến từ cái linh hồn bên trong của cô ấy. Các bạn cứ tưởng tượng là một người có một trái tim đẹp thì nó sẽ phản ánh qua khuôn mặt, qua thần thái, qua vóc dáng, qua những cái lời ăn tiếng nói, ánh mắt của cô ấy, thì đó chính là The Empress. Thứ hai, The Empress mang trong lòng một cái trái tim đầy trắc ẩn, nhân hậu và bao dung. Trong trái tim của The Empress không có năng lượng của sự giận dỗi, ghét bỏ, đố kỵ, hơn thua đâu các bạn. Và có thể The Empress trong cái bộ bài này này vẽ hình là cô ấy sống trong một cái hoàn cảnh ở nông thôn. Các bạn thấy là một cái người phụ nữ mà đang mang bầu, đúng không ạ, đang đi chăn vịt và ôm rất nhiều trái quả. Có nghĩa là có thể cuộc sống của cô ấy nó cũng vất vả, nó cũng nhọc nhằn, nhưng mà cô ấy rất là vui và cô mang cái niềm vui, cái tình yêu đó cô lan tỏa đến tất cả mọi người. Nó mang một cái vẻ đẹp lộng lẫy giống như là mẹ đất vậy, lộng lẫy, có cái gì đó thật êm, thật dịu, thật rộng rãi, thật ấm mềm giống như là mẹ đất vậy. Thì đó là năng lượng này. Các bạn phải đạt được cái năng lượng đó thì các bạn mới gặp tình yêu linh hồn. Còn bạn đang vật vã trong đau khổ đấy, trong sự oán hận, rồi trong một cái khao khát mãnh liệt là tôi được gặp một người như thế này để người đó bù đắp cho tôi, rồi người đó yêu thương tôi để cho cái người kia biết tay, thì không bao giờ các bạn gặp được người này đâu nhá. Đó là năng lượng thứ nhất. Năng lượng thứ hai, các bạn lần đầu tiên các bạn gặp mà đã cảm thấy như quen từ lâu lắm rồi, giống như là cái người đó là ai, ở đâu, tại sao mình lại gặp người này nhỉ? Đó, và bản thân hai người mới gặp nhau thôi, dù là trên mạng xã hội, dù là chỉ là chat qua mạng xã hội thôi, qua điện thoại thôi, hay là gặp nhau trực tiếp thì đã ngờ ngợ như quen từ lâu lắm. Và cái người nam bị cuốn hút rất mạnh mẽ bởi năng lượng của người nữ. Cái bộ bài này thì Queen of Wands ấy vẽ hơi xấu đấy, nhưng mà các bạn phải nhớ cái màu vàng, màu Luân Saba, nghĩa là có một sự kết nối vô cùng mạnh mẽ và bản thân cô gái này tỏa ra một cái gì đó rất tự tin. Có cái gì đó kết nối khiến cho cái người nam đó, cho dù họ là một anh chàng, một bad boy, đúng không, ở cuộc đời của họ là những chuyến đi, thì họ vẫn phải dừng lại để họ nhìn cái cô gái này đó, và tình yêu của hai người họ xuất hiện. Nó giống như là thần Cupid xuất hiện ngay tại đó và bắn một mũi tên chúng vào hai người vậy đó. Và cái tình yêu đó nó không mang cái tính chất là theo kiểu là xin lỗi các bạn, hôm nay cuối tuần cho nên hơi ồn. Mình nói tiếp là, nhưng các bạn nhớ phân biệt là cái tình yêu của hai người nó không có cái năng lượng theo kiểu là say đắm, kiểu sét đánh đâu, kiểu quấn vào nhau ngay từ lần đầu tiên gặp đâu, mà nó mang một cái năng lượng là bị thu hút mạnh mẽ, nhưng mà nó có một thứ tình yêu nó giống như là một vị trà, nó mang cái dư vị của trà ấy, nó cứ dần dần nó nhen lên, nó khiến cho người ta giống như là tự nhiên cứ tiến đến bên nhau và cảm thấy rằng đây chính là cái nửa còn lại, chính là một ngôi nhà bình yên của mình. Thì đó mới chính là năng lượng của tình yêu linh hồn. Còn nếu các bạn gặp một người nào đó xong là cái việc đầu tiên các bạn khởi lên đó là các bạn cảm thấy đam mê, các bạn cảm thấy cuốn hút và các bạn giống như là quật lấy nhau ấy, thì đây không phải là tình yêu linh hồn đâu. Càng cái sự cuốn hút mãnh liệt về mặt thể xác thì càng là mối quan hệ nghiệp các bạn nhé. Các bạn chú ý cho mình cái điều này. Khi mà gặp nhau á, thì mình thấy cái cảm giác đầu tiên mà người nam nhìn thấy ở người nữ là sự bình yên, có thể dùng cái từ này. Cái bộ bài này thì mình không thích lắm bởi vì cái nét vẽ nó không được đẹp, nó không được trau chuốt, đúng không ạ? Nhưng mà các bạn nhìn thấy cái vẻ đẹp của Queen of Pentacles này, nàng đang ngồi dưới một gốc cây, đúng không? Cái khuôn mặt của nàng có đẹp không các bạn? Đẹp từ cái nụ cười, từ cái sự an nhiên đủ đầy với bản thân mình. Ở dưới nàng là một thúng tiền, có nghĩa là đây là một người phụ nữ đã đạt đến sự đủ đầy rồi. Và cái sự đủ đầy đối với tarot mà nói nó chỉ là mặt năng lượng thôi, có nghĩa là nàng
nàng có bao nhiêu tiền thì không biết, nhưng mà chắc chắn một điều là nàng không bao giờ thiếu. Các bạn hiểu không ạ? Đó, nàng không bao giờ thiếu. Và cái đủ đầy của nàng khiến cho người nam đó cảm thấy bị cuốn hút. Có thể anh ta không cần tiền, nhưng anh ta cần cái năng lượng này, anh ta cần cái năng lượng bình yên này, giống như một hậu phương vững chắc ấy, giống như một ngôi nhà mà bất kể khi nào, dù dông gió, dù bão tố ra sao, thì anh ta cũng muốn được trở về bên cái người vợ này. Và các bạn thấy rằng trong tình yêu linh hồn nó sẽ có hai cái năng lượng, đó là người nam thì vẫn đang còn muốn bay nhảy, muốn phát triển, muốn vươn tới, anh ta có những lý tưởng rất là lớn lao, cần phải chinh phục. Và người nữ thì đã ổn định rồi, giống như một ngôi nhà ấm áp mà sẵn sàng chờ đợi mỗi khi anh ấy trở về, và luôn có một cái tình yêu âm thầm dành cho anh ấy. Và các bạn thấy rằng tại sao những cái lá bài nói về năng lượng của hai người là những lá bài lớn, nhưng mà khi mà nói về cái loại cái tương tác tình yêu của hai người lại là những lá bài nhỏ không? Là bởi vì không có sự cam kết ở đây, đúng không ạ? Ở hai người yêu nhau, thích nhau, âm thầm dành tình cảm cho nhau, thúc đẩy nhau phát triển, chứ giữa các bạn là một cái mối quan hệ mà chúng ta vẫn thường hay gọi là không có tên gọi. Có nghĩa là có thể những người khác không ai biết hai người này yêu nhau, nhưng tình yêu của các bạn thì lại dành cho nhau, là bởi vì sao? Vũ trụ không muốn cho người khác can thiệp vào. Các bạn phải nhớ rằng tình yêu linh hồn ấy, cái mục đích của tình yêu linh hồn là để các bạn phát triển linh hồn. Vì thế nếu có những đối tượng khác, ví dụ gia đình, bạn bè, người khác can thiệp vào thì nó không có thời gian để thực hiện sứ mệnh của star nữa. Cho nên là sao? Mối quan hệ này thường nằm ở trong một cái năng lượng, đó là ở đây không gọi là mập mờ không rõ ràng đâu nhá. Mập mờ không rõ ràng có nghĩa là cái người đấy họ yêu bạn hay không, họ không nói, họ không thể hiện ra, họ không cho bạn một cái tên gọi là gì. Nhưng mà tình yêu linh hồn rõ ràng là hai người yêu nhau, bạn yêu người đó yêu bạn, hai người cảm nhận được tình yêu, nhưng người khác không biết. Là bởi vì sao? Cái cách của vũ trụ muốn để cho các bạn là tập trung thời gian để mà học cái bài học của mình, để lắng nghe đối phương, để phát triển bản thân, để hoàn thành cái sứ mệnh của tình yêu này. Và tình yêu này có một đặc điểm là cái nhiệm vụ của nó là lan tỏa, là trở thành nguồn cảm hứng, là để cho, giống như là các bạn có tưởng tượng là nếu tình yêu là một bông hoa thì cái bông hoa đấy sẽ tỏa hương để dâng hương cho đời vậy. Các bạn hiểu không ạ? Đó là tụ bài số 2 nhé. Tụ bài số 3 đó là cái diễn tiến của tình yêu linh hồn như thế nào. Mình thấy có lẽ chỉ dựa vào lá bài 6 cốc thì mình nghĩ là bất kể một cái từ khóa của tình yêu linh hồn bao giờ cũng là một câu hỏi là tại sao anh quen thế, hoặc là tại sao em quen thế, đúng không? Bởi vì 6 cốc là như thế này. Nhưng mình nghĩ là cái người nam này nhận ra cái người nữ đầu tiên. Mình thấy một câu chuyện là có một người nam giống như họ đang lang thang hay đang làm cái gì đó. Mình nói một cách hình tượng thôi, bởi vì mình dạy văn mà, cho nên là mình vẫn cứ thường thích nói cái kiểu hình tượng như thế, nhất là văn học cổ. Cho nên là các bạn thấy là cái năng lượng của 6 cấp ấy, liên tưởng lại cái câu chuyện cũ cổ, ví dụ như là ngày xưa có một nhà vua đang đi vi hành chẳng hạn, nhìn thấy một cô gái rất là xinh đẹp, rất là đáng yêu đó, thì ông ta dừng lại và ông ta muốn đưa nàng về cung. Còn về hay không thì đó là tùy các bạn, đúng không? Nhưng mà ở trong cái câu chuyện này, ở trong cái thời hiện đại này, nó cũng gần như thế. Ví dụ như họ đang đi đâu đấy, họ đi đâu công tác hay như thế nào thì họ vô tình họ gặp bạn, hoặc là họ lướt mạng thôi, họ vô tình họ gặp bạn thì họ dừng lại ở cô gái này. Tại sao cô gái này lại có cái gì đó quen thế, có cái gì đó rất thân, rất quen, rất gần gũi? Và tự nhiên mình đọc được cái năng lượng là họ nhìn thấy cô gái này, họ cảm giác ở trong năng lượng của cô ấy có cái gì đó rất là ấm áp, êm dịu, giống như mình đã ôm cô ấy từ khi nào, và cảm nhận được cái năng lượng đó vậy. Nhưng đồng thời họ cũng nhận thấy cái năng lượng của năm kiếm này, nghĩa là có một cái gì đó như một cái sự cảnh báo. Đó có nghĩa là một là cái họ nhìn thấy cái năng lượng này, thì đồng thời với năng lượng đó vẫn có một cái sự cảnh báo, một cái sự ám ảnh về một cái gì đó không thành hình đó, bởi vì đó là sự ám ảnh từ tiền kiếp. Đây là một mối quan hệ mà các bạn đã biết nhau từ tiền kiếp rồi, và trong những kiếp sống đấy có một kiếp sống các bạn gặp nhau rồi, xong các bạn phải chia xa. Thì cái sự chia xa này nó liên quan đến một cuộc chiến tranh hoặc là một cái gì đó mà nó đại loại cho là phải chia xa. Và cái người nữ này sau khi chia xa thì người nữ này cứ bền bỉ ở nhà, giống như là làm những đồng xu để chờ đợi chồng trở về. Còn cái người này thì mải mê trên cái con đường phát triển sự nghiệp hoặc là chiến tranh ấy, ở mong chờ đến một ngày mà khi nào mà hoàn thành sự nghiệp, hoặc là chiến tranh đã tan, hoặc là anh đã có được cái tiền đầu sự nghiệp thì anh sẽ trở về. Nó tùy từng câu chuyện của mỗi người. Và trong cái khoảng thời gian đấy ấy,
thì hai người ở hai phương xa các bạn. Người đàn ông thì giống các bạn đã tưởng tượng là dù là chiến tranh hay là phát triển sự nghiệp thì anh ta cũng phải cố gắng để cân bằng với những khó khăn mà anh ta gặp phải ở ở trên đời. Và cái người nữ thì ở nhà với cái năng lượng là sao đây ạ? Đó là vừa đau khổ, vừa lo lắng, vừa sợ hãi là không biết cái người chồng của mình hoặc người yêu của mình như thế nào, nhưng giữa hai người họ vẫn là tình yêu, họ vẫn cảm nhận được nhau. Chỉ có điều ví dụ như ở kiếp sống trước thì làm gì có phương tiện truyền thông đúng không ạ? Và cái phương tiện truyền thông giữa họ chính là linh hồn đó. Đó chính là tình yêu linh hồn, có nghĩa là hai người thì mỗi một người thì đang phải mải mê, phải cân bằng cái khó khăn của mình đã gặp phải, một người thì ở nhà với vô số cái sự lo lắng. Cho nên kiếp sống này nếu mà gặp lại ấy, thì người nam sẽ thấy cái người nữ này họ lo lắng thái quá, họ sợ hãi, lúc nào họ cũng sợ hãi, họ cũng lo lắng, là bởi vì sao? Là bởi vì cái tổn thương này, ví dụ ở một kiếp nào đấy các bạn mang một cái ám ảnh nào đấy nó sâu đến độ mà đến tận bây giờ nó vẫn nằm sâu trong tiềm thức, xong là vô tình mà các bạn gặp lại nhau thì cái người nữ này họ cứ thấy là tại sao mình lại cứ dậy lên cái nỗi sợ, cái nỗi lo, một cái nỗi lo nào đấy, và bắt đầu họ tìm cách họ 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 né, họ trốn chạy, họ sợ, họ không dám chạm vào cái tình yêu đấy. Còn cái người nam ấy thì cái thời gian đầu mà khi cô gái này đang 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 phải chạy ấy, đang đang tìm cách để trốn chạy thì cái bản tính nam tính thích chinh phục trồi lên và anh ấy tìm đủ mọi cách để anh ôm cô ấy vào lòng, nghĩa là bằng một cách nào đó anh ở đây, đó đừng sợ, anh luôn ở đây với em. Nhưng mà đến khi mà người nữ mở lòng thì bắt đầu một cái khó khăn nào đấy nó xảy ra, bởi vì sao? Vũ trụ đang muốn các bạn phải soi lại cái kiếp sống mà các bạn đã trải qua, mà đang để lại những ám ảnh đấy để các bạn chữa lành đi. Vậy thì khi mà người nữ bắt đầu đón nhận tình cảm thì bắt đầu khó khăn của người nam xảy ra, khiến cho anh ta cảm thấy hoài nghi cái tình yêu này. Một là hoài nghi tình yêu này là tại sao từ khi mình gặp cái người yêu người này thì mình lại gặp những chuyện như thế. Thứ hai đó là khó khăn xảy ra, tuy anh ta không nghĩ là tại người nữ nhưng mà anh ta nghĩ về cái khó khăn giữa hai người và bắt đầu anh ta chùn chân, anh ta bắt đầu thấy ngại và anh ta bắt đầu chạy trốn và cái hành trình rượt đuổi bắt đầu các bạn nhé. Thì đó là năng lượng của cái tụ bài số 3. Tụ bài số 4 đó chính là như là cái kết của tình yêu này như thế nào. Đây là năng lượng chung nhé. Còn tí nữa thì mình sẽ có một trải bài liên kết riêng với các bạn, nhưng mà đã là trải bài chung thì cái sự liên kết riêng nó tùy vào cơ duyên của mỗi người đối với lại Huyền Thư các bạn nhé, đối với lại năng lượng của vũ trụ ấy. Và bây giờ thì mình đọc cái năng lượng này đã. Đó là cái kết của tình yêu này như thế nào. Các bạn thấy này, ở bên này khi mà yêu ấy, cái lúc đầu mà mới gặp nhau ấy, các bạn cứ để ý mà xem, lúc lúc đầu mà mới gặp nhau thì ai cũng rất là theo kiểu rất là hoàn hảo đúng không, năng lượng của người nào cũng tràn đầy đấy, có theo kiểu như thế. Các bạn đều là những người đàn ông, những người phụ nữ hoặc là những chàng trai, những cô gái rất thành đạt, là những con người tuyệt vời của xã hội, những con người ưu tú của xã hội. Nhưng mà khi yêu vào là bắt đầu trở thành trẻ con hết, cái cô gái thì trở thành tiểu đồng gậy, mà tiểu đồng gậy thì có một cái gì đó hơi bướng bỉnh ngang ngang và có cái gì đó khiến cho cái người nam này vừa thích bực bội vừa thấy tức, nhưng mà lại cũng cảm thấy theo kiểu là các bạn cứ tưởng tượng là cái người nam mà yêu phải một cô gái mà cô ngang này, cô bướng bỉnh này, cô không chịu nghe lời, như thế mà mình vẫn không sao quên được, mình vẫn cứ phải yêu theo kiểu như thế. Còn người nữ này thì rất là khó chịu với cái người nam về cái tội là độc đoán này, gian thưởng này, theo kiểu là cô ấy luôn cho rằng là hay bắt nạt cô ấy chẳng hạn, nhưng mà vẫn cứ yêu theo kiểu như thế. Và giữa hai người là death, death ở đây các bạn chú ý này, cái từ khóa, một trong những từ khóa của death nó là kết thúc, nhưng thực ra nó là sự chuyển hóa, có nghĩa là các bạn sẽ thấy là cái bộ xương này nó là sự kết thúc trong một kiếp người, nhưng mà nó lại là sự mở ra cho một kiếp sống khác đúng không ạ? Giống như là cái mùa đông đúng không, cây cối khô cằn để kết thúc một cái kiếp, một cái năm đấy, bốn cái mùa đó gọi là một lộ trình đi, để bắt đầu mở ra một cái lộ trình khác. Tức là giữa hai người luôn có cái sự chuyển động này, hôm nay giận nhau ngày mai lại tái hợp, nó cứ như thế, nó vận động cho cái năng lượng này. Và cả hai đối với nhau, một người thì bướng bỉnh, một người thì gia trưởng độc đoán hoặc khó tính gì đấy theo kiểu như thế, nhưng mà vẫn cứ dính lên nhau như thế này. Nhưng mà đó là thời gian đầu thôi, bắt đầu thời gian sau thì người nam trở thành DMR. Có một điều mà cái người nam này họ không thể phủ nhận được, đó là dù cho có gặp khó khăn gì thì từ sau khi gặp người nữ thì họ phát triển rất là nhanh. Ví dụ các bạn tưởng tượng là có gặp một cái khó khăn nào đấy thì nó cũng chỉ là xảy ra để bắt đầu theo kiểu chạm vào cái nỗi sợ của họ thôi, chứ còn từ khi gặp người nữ thì có một cái động lực nào đấy họ phát triển từ bên trong. Nghĩa là các bạn cứ tưởng tượng là nếu bình thường ấy họ có 100% của nội lực chẳng hạn thì họ mới sử dụng 50% thôi, thì từ khi gặp người nữ này bằng một cách nào đó, người nữ khơi dậy toàn bộ cái lý tưởng, cái gọi là cái ý chí ở bên trong họ, và họ lục lại toàn bộ, họ phát triển giống như là tối đa cái năng lượng của mình, họ trở thành the emperor.
họ trở thành một người đàn ông tuyệt vời và người nữ cũng trở thành chín xu. Có nghĩa là hai người, một người thì phát triển về nội lực, về danh vọng, một người thì phát triển về vật chất đó. Thì cái người nào, người nữ thì bao giờ cũng vậy. Người nữ cái điều các bạn để ý mà xem, cái điều mà người nữ cần đó chính là vật chất. Bởi vì bản thân người nữ các bạn phải nhớ rằng là cái mà tạo ra năng lượng của nữ chính là tinh thần, cho nên cái sức mạnh của người nữ là tinh thần chứ không phải là vật chất đâu. Còn ngược lại, sức mạnh của người nam là vật chất. Vậy thì từ khi hai người xuất hiện thì cái người nữ này bằng một cách nào đó đôn cái phần tinh thần của người nam để cho họ có ý chí, họ mạnh mẽ, họ bản lĩnh, họ khơi dậy toàn bộ cái vẻ đẹp bên trong của họ. Thì ngược lại, từ khi gặp người nam thì người nữ phát triển rất mạnh về mặt vật chất, có nghĩa là bằng một cách nào đấy cô ấy tự nhiên làm bao nhiêu tiền, có rất nhiều tiền, có nghĩa là sự nghiệp phát triển ấy. Các bạn cứ để ý xem có đúng hay không, và nhớ là comment tất cả những cái điều mà các bạn thấy đúng ở dưới phần comment giúp mình nhá. Đó, nhưng mà giữa họ vẫn là bốn xu. Bằng một cách nào đấy thì hai người vẫn cứ lạnh lùng với nhau. Các bạn sẽ trải qua một cái thời gian rất là dài. Bốn xu ở đây có nghĩa là cái người đàn ông này đang ngồi trước mặt một cô gái đẹp, nhưng mà ông ta chỉ nghĩ đến xu thôi. Còn còn cái người nữ này thì tập trung vào bản thân mình thôi. Có nghĩa là hai người tương tác với nhau nhưng giống như là không để ý đến nhau vậy. Mỗi người theo đuổi một cái lĩnh vực riêng của mình, nhưng kỳ thực họ luôn nhớ về nhau. The moon là mặt năng lượng đúng không ạ? Về mặt trực giác họ luôn nhớ về nhau, họ luôn cảm về nhau. Và nếu như cặp đôi nào mà đã đạt được cái năng lượng cao rồi ấy, thì cái tình yêu của tình yêu linh hồn không hề có đau khổ đâu các bạn nhé. Nếu các bạn mà đang đâm về phía nhau những cái nhát dao của sự phản bội này, tại vì thực ra cái tình yêu linh hồn nó khá giống với Karmic Soulmate, bởi vì cái mục đích của Karmic Soulmate cũng là lột bỏ con người cũ kỹ của các bạn để mà phát triển các bạn mà, thì nó rất giống. Nhưng các bạn phải nhớ là Karmic Soulmate đấy là người ta đâm bạn những nhát dao chí mạng cho cái sự phản bội, sự lừa dối, một cái gì đó mà các bạn cảm thấy đau đớn đến mức mà các bạn phải ôm cái vết thương đó mà chạy khỏi cuộc đời của họ. Thì tình yêu linh hồn nó hoàn toàn khác hẳn luôn. Có nghĩa là hai người vẫn cái kiểu mặt trăng mặt trời như thế này, nhưng luôn cảm thấy nhau, luôn cảm thấy bình yên khi mà ở bên cạnh nhau. Cứ mỗi một ngày các bạn thức dậy, các bạn cảm thấy cuộc đời rất là đẹp, bởi vì biết chắc rằng ở một nơi nào đấy, ở phía nào đó, vẫn có một người đang nghĩ đến mình, đang hít thở cái chung cái bầu không khí với mình. Và trên hết là bạn tin tưởng rằng anh ấy yêu bạn hoặc là cô ấy yêu bạn nhá. Và đời trai đi ốt các bạn vẫn tiến trên cái hành trình của mình, trên hành trình cuộc đời mang theo hình bóng và tình yêu của người còn lại. Tuyệt vời không các bạn? Mình rất là cảm động ở đây. Các bạn nhớ chia sẻ cảm xúc của các bạn ở dưới phần comment cho mình biết nhé. Rồi bây giờ chúng ta đến tụ bài cuối cùng, đó chính là liên kết với tình yêu hiện tại của các bạn. Và cái này thì mình nói trước đó là bạn nào phải có một sự liên kết rất, một là các bạn cùng hành trình, nghĩa là cái cùng với lại cái bài học này, hai là các bạn phải có một sự liên kết rất là sâu với Huyền Thư, hoặc là đôi khi bạn chưa bao giờ tương tác với Huyền Thư cả nhưng bạn thấy câu chuyện của chính mình, thì đó là tùy các bạn nhé. Bởi vì cái này nó thuộc về cơ duyên, mình không thể nói trước được, và mình chỉ nhắc trước là riêng với trả bài chung thì các bạn chỉ nghe để tham khảo thôi. Và nếu nó tiếp thêm năng lượng cho các bạn, trở thành một loại vitamin để giúp các bạn vui khỏe hơn mỗi ngày thì nên, nhưng mà nếu tin vào để sống nghe theo một cách mù quáng ấy thì không nên nhá. Rồi bây giờ mình sẽ đọc bài. Mình thấy hiện tại cái mối quan hệ này, người nam đang đóng vai trò chủ động ở đây chứ không phải là người nữ đâu. Đấy, người nam đây, anh ta đang, mình có cảm giác mình đọc được cái năng lượng đây ấy, nghĩa là họ đang có một cái gì đó hơi bực mình với người nữ. Năng lượng của đây, các bạn cứ tưởng tượng như là đối với họ, người nữ là một con ngựa bất kham, một con ngựa mà theo kiểu giống như họ đang nghĩ bụng là làm thế nào để mình có thể khiến cho cô ấy phải nghe lời mình. Bởi vì bạn biết là bản chất của người nam là cái người mà họ lý trí, họ logic, họ thông minh, nghĩa là bản thân người nam là một người rất ưu tú, và trong cái sự ưu tú đấy có cả quyền lực. Ví dụ nha, họ ở một cái vị trí mà họ có thể lãnh đạo được người khác, họ có thể điều khiển được người khác, thậm chí là họ ra lệnh cho người khác chẳng hạn. Nhưng thế mà họ lại không thể điều khiển nổi một cái con ngựa là cái người con gái mà họ yêu ấy, thì họ đang nghĩ cách là làm thế nào để chinh phục, để khuất phục được bạn, để bắt bạn phải nghe theo ý của họ. Mình thấy có cái năng lượng đấy. Xong đâu đó thì mình thấy nó chỉ thoáng qua thôi. Bởi vì bản chất của người nam ấy, một là người này là một người mà dù họ mạnh mẽ bao nhiêu thì mình đọc được cái năng lượng của sự dịu dàng rất lớn, dịu dàng nhân hậu, độ lượng rất lớn trong lòng người này. Và trên hết đó là họ yêu các bạn, họ yêu cái người nữ, cho nên là chỉ thời gian đầu thôi, sau đó thì họ cũng quên dần đi và họ tập trung vào cái việc khác. Có nghĩa là ví dụ như là từ đầu là họ nghĩ là cái việc là phải chinh phục các bạn, nhưng sau đấy thì họ nghĩ là thôi không chinh phục nữa mà làm thế nào đó để cho bạn vui đó. Người yêu của bạn, người mà họ yêu bạn, họ sẽ là như thế đấy. Và họ nghĩ đến cái chuyện là làm thế nào để hai người gặp nhau đó, để họ giống như họ nghĩ ra rằng là
Đôi khi mà cứ tương tác qua mạng rồi nói chuyện qua mạng thì cãi nhau nó là chuyện bình thường thôi. Vậy thì làm thế nào mình phải gặp được cô ấy và phải để cho cô ấy nhận biết được tình yêu của mình, nghĩa là cảm nhận được thì cô ấy mới tin. Có nghĩa là bắt đầu họ dần dần họ nghĩ cách làm thế nào để mà đến bên bạn, chứ không phải là làm thế nào để điều khiển bạn nữa. Có nghĩa là họ thay đổi các bạn nhá. Rồi ngược lại thì người nữ, đây đây là người nam, còn ở đây là người nữ. Mình thấy người nữ là một người mà có thể là cô ấy làm một cái việc gì đó theo kiểu là trước công chúng nhiều. Ví dụ như là cô ấy đi một, nghĩa là các bạn cứ tưởng tượng là bất kể công việc gì nhưng mà công việc của cô ấy là phải tiếp xúc với nhiều người đó, đông người, nhiều người, trong đấy có cả nam. Và mình thấy có rất nhiều người nam rất muốn đưa lời tán tỉnh đấy, có cả những người đàn ông có gia đình rồi nhưng mới có mặt nạ ở đây đó, tán tỉnh rồi làm thế nào mà mình có cảm giác cái cô gái này có một cái năng lượng tuyệt vời đến mức mà có những người nam họ chỉ âm thầm ngưỡng mộ thôi, chứ không phải là họ muốn tìm cách để họ chiếm đoạt hay như thế nào đâu. Năng lượng của cô ấy có thể về trình độ khả năng rồi tâm hồn đến mức mà họ chỉ muốn được đến gần, được chạm vào, được nói chuyện đấy, giống như là để xem là cái người phụ nữ đấy, cái cô gái đấy có một điều gì kỳ lạ đến như thế, và mình muốn được chạm vào cái sự kỳ lạ đấy, chạm vào một cái năng lượng tuyệt vời đó. Đó, người nữ có cái năng lượng đấy. Nhưng mà bản thân nàng thì sao? Bạn nàng đẹp một cách kiêu hãnh đấy các bạn, một Queen of Pentacle đây. Có nghĩa là riêng với Queen of Pentacle là một cái người mà có một năng lượng rất là ổn định. Các bạn phải nhớ là nếu các bạn yêu phải một yêu được một cô gái mà cô ấy mang năng lượng này thì các bạn hãy yên tâm về lòng chung thủy và cái sự kiên định của cô ấy. Còn nếu mà bạn yêu một cô gái mang năng lượng nước ấy, thì hôm nay cô ấy yêu bạn, ngày mai có thể cô ấy hết yêu, bởi vì nó cảm xúc nó bay giống như là làm hơi nước ấy. Hôm nay nó có thể thế này, ngày mai nó thế khác. Nếu như bạn yêu một cô gái lửa, cô Queen of One ấy, thì cái niềm đam mê của cô ấy dành cho bạn hôm nay ngày mai nó sẽ tắt. Nếu bạn yêu một Queen of Swords thì cô rất lý trí, có thể hôm nay lý trí bảo cô ấy rằng yêu đi, ngày mai cô bảo thôi đừng yêu nữa. Nhưng riêng với Queen of Pentacles thì đây là một người con gái, một người phụ nữ dành cho bạn một tình yêu kiên định, bền bỉ và chung thủy. Các bạn hãy yên tâm về cái điều đó, và cô ấy vẫn chờ cái người này, dù họ nói ra hay không thì họ vẫn tin, nghĩa là họ có một cái niềm tin rằng giữa mình và anh ấy có một cái gì đó mà dù trước sau, dù trải qua bao nhiêu khó khăn thì anh ấy vẫn sẽ trở về với mình thôi. Mình thấy cái đặc biệt của người nữ trong cái tụ bài này này, nghĩa là các bạn đạt đến cái năng lượng là các bạn tin vào tình yêu rồi. Còn ở những khi mà các bạn gặp mối quan hệ karmic soulmate là các bạn rất sợ, bởi vì sao? Bởi vì cái năng lượng của cái người karmic đấy tỏa ra khiến cho bạn sợ. Nhưng mà cái người này này, cái tình yêu chân thành của người này khiến cho bạn lấp đầy cái nỗi sợ của bạn. Có nghĩa là ban đầu bạn còn thấy sợ, nhưng càng dần càng về sau thì người nữ này càng có một cái niềm tin mãnh liệt rằng anh ấy yêu mình và anh ấy nhất định sẽ vượt qua tất cả mọi thứ để đến bên mình nhá. Đó là năng lượng thứ nhất. Năng lượng thứ hai, chắc thì đây là một người nữ mà họ sống, họ mang một cái năng lượng của một cái người mà họ sống theo nhân quả. Có thể đây là một người mà họ có đức tin, họ hiểu về đạo và họ sống theo đạo. Có nghĩa là dù họ sống như thế nào, cuộc sống ra sao thì họ vẫn giữ cái đức tin này ở bên trong họ. Và có ở đây còn có một cái năng lượng của niềm tin nữa, một niềm tin rất là mãnh liệt là chúng ta sẽ trở về bên nhau. Đồng thời nó là lời nhắn của một cái vị thần nào đó, một vị thiên thần dành cho các bạn rằng nếu các bạn sống chất tỷ ở đây, có nghĩa là các bạn tạo ra những nhân quả tốt. Ví dụ như thế này này, kiếp sống này các bạn không có cái duyên là được đi bên nhau đâu, bởi vì cả, dù là tình yêu linh hồn thì các bạn vẫn phải chịu theo cái luật nhân quả đấy. Ví dụ như là các bạn đã từng tạo ra những nhân quả không tốt trong tình yêu thì kiếp sống này dù có yêu nhau bao nhiêu thì nó vẫn chịu theo cái nhân quả đấy. Vậy thì cái vị thiên thần nói với bạn rằng chỉ cần các bạn hàng ngày tạo ra nhân quả tích cực, tốt đẹp trong tình yêu thôi, đó chính là lòng chung thủy. Các bạn có biết là một trong những cặp đôi mà các bạn yêu nhau xong kiếp kiếp sau mà các bạn vẫn muốn được gặp nhau, được làm vợ chồng với nhau, thì các bạn phải đảm bảo đó là trong tình yêu đó các bạn tuyệt đối chung thủy, không được phản bội, không gian dối, không phản bội, dành một niềm tin tuyệt đối cho nhau và luôn hướng về nhau, giúp nhau phát triển. Thì nếu các bạn làm được điều đó thì nhất định hai người sẽ trở về bên nhau như thế này. Còn nếu một trong hai người có sự thay lòng, có sự thay đổi, như là để cho một cái yếu tố thứ ba xen vào, thì lập tức cái mối quan hệ đó bị cắt bỏ nha. Các bạn nhớ cho mình cái điều đó. Cho nên nếu các bạn đã gặp một cái mối quan hệ mà các bạn tưởng đó là tình yêu linh hồn của mình, nhưng kể từ khi người đó phản bội các bạn hoặc là bạn phản bội họ, thì ngay lập tức các bạn sẽ bị cắt bỏ cái tình yêu đó. Các bạn thử kiểm nghiệm xem, nếu đúng thì comment ở dưới cho mình biết nhé. Và ở đây các bạn nhớ rằng nó là cái kết mở, cứ là tình yêu có được hay không, đó là do các bạn chứ không phải do vũ trụ. Và vì thế mình chúc tất cả những người đang yêu nhau hãy làm tất cả để được ở bên nhau bằng chính tình yêu và lòng chung thủy của các bạn. Trải bài đến đây là hết rồi, cảm ơn các bạn rất nhiều. Nếu các bạn cảm thấy trải bài của Huyền Thư hay thì giúp mình phát triển kênh bằng cách đăng ký kênh, giúp mình tặng mình một nút like và chia sẻ cái câu chuyện của các bạn ở phía dưới, cũng như là cái cảm nhận về trải bài ngày hôm nay nhé. Rồi cảm ơn các bạn rất nhiều, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.